Okay, everybody, now we learn the new word first in unit 13. Miss out. Miss out. Là PVG verb, you have phrasal verb. Commitment. Commitment. PVG noun. Instant exam. Instant exam. PVG noun. Update. Update. Là PVG verb. Interview. Interview loại này đa tu trên nào to value nó vị trí verb hiện đã thú chúng qua là vị trí verb attend mình là vị trí verb Facebook profile vị trí noun Bondi Beach vị trí noun agriculture là vị trí noun award là vị trí noun education là vị trí noun New Zealand là vị trí noun Canada là vị trí noun commit là vị trí verb complain là vị trí verb opportunity là vị trí noun Hello everybody. Okay, now we start to learn our lesson. Chapter 5 Education Minita ka obrom Education Unit 13 Minin ti dap bay A bright future Anakut do trachat ta chong Bright Thanak pi vi chi kun niya Minita plu tla Da trachat ta chong Doknong minin ti dap bay ni ku Describing the result of being a good student ហើយ នៅ ក្នុង មេរៀន ផង ដែរ គឺ បង នឹង យល់ ច្បាស់ អំពី ការ ប្រើ កាល present perfect តើ រូប មន្ត នៃ present perfect ហ្នឹង គឺ មាន ទម្រង់ បែប ណា ហើយ ការ ប្រើ present perfect ហ្នឹង គឺ មាន លក្ខណៈ បែប ណា តោះ យើង ចាប់ ដើម រៀន មេរៀន មក យើង ទាំង អស់ គ្នា លោក គ្រូ បាន ផលិត រៀបចំ ជា វីដេអូ ឲ្យ បង រៀន អត់ An penjul bọt ra chạy recording iPhone đắp Phi tùm bọ đám nây mì điện tì tập bay rồi đặt cho mình chóc nây mì điện tì tập bay Phôm đó cứ chong chui phần rừng chung đặt đăng phôn mình thám Một tò phì phố đi lâu xa là hói Phôn ai mơ video này làm với ngầm bầy Phôi phốn chạy càng đặt khẳng Chỉ phải xét cứ phôn điện xoay tâm đó Mình sau bộ cái điện sợ thật đấy á Còn ảnh mơ video nó mới bị chạy cho bạn. Hiện clever cousin. Chẳng như thà bọn bộ ôn chỉ đồn muối đòi chát rồi bỏ hiện. Apostrophe F lại nên mình thà rồi bỏ. Bọn bộ ôn chỉ đồn muối đòi chát rồi bỏ hiện. What is hiện doing? Ta hiện không bông thua ấy. What do you think? Hiên and Pisat are talking about. Ta nạc kết thả Hiên hay nâng Pisat công bông nửa dây away. Listen and check. Chân con ai sắp hay bình nhật mơ. Đồng bây cũng oi khát phê. Chắc sắp chán xá. Chân con mơ thằng listen. Listen again and complete the sentence. Write the answer in your notebook. Chân bị ế đó là sao chi nè Bốn sạp và đá hay bốn ai cũng bình Chân lọc nâng Tại mà đó không Tập Chẳng tiên sạp Tape script 5.13.1 Hi Hiếng Hi Pisat How are you? I'm fine, thanks Who are you talking to on Facebook? I'm talking to my cousin Wotan. He has moved to Phnom Penh. Wotan has passed all his exams and now he is going to attend Phnom Penh University. He has studied really hard to get there. He made a huge commitment to his studies. He hasn't taken a day off for 2 years. His sister, Nari, has passed the entrance exam to study in Canada. Nari has been there 3 times. She hasn't decided whether to accept the place at the University of Toronto because she has also been offered a place at the University of Sydney in Australia.
She has also traveled around Australia and New Zealand. Wow! Your cousins are very clever. They have traveled to so many places. Have you ever been to Canada or Australia? No, I haven't been to Canada or Australia, but I have been to Phnom Penh. Yes, I've been there a few times too. If you want to do these things, you need to get good grades and commit a lot of time to your studies. How are your grades, Bisset? Not too bad, but I need to improve my English speaking. I have taken extra classes in the past, but I find it difficult to commit much time to them because I always have other things to do. I wasn't very good at speaking English, but I have studied very hard and I have done lots of extra homework, and now my English is improving. I haven't attended extra English classes because I can't use the internet. I have attended extra classes for math, and they helped me to pass the math test. Yeah, I suppose you're right. I haven't committed enough time to my studies. I need to make more of a commitment. Well, I must go now. I've just eaten my breakfast and I'm already late for class. I have been late for Mr. Sawan's class 3 times already this term. He has spoken to my mom about it. Okay, bye, Bisset. Bye, Hiang. Chúng con ai sắp bàn thế? Bhutan has passed his all his exam. Bhutan nâng cực lòng chọn nịa tùm rộng phạt pre-present perfect. Cứ sắp chít mơ mình heo hay hay dân hãy bộ kê sắp tôn thịt bày. Để áo nâng cứ chụp xong rạc mỗi tháng ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Toronto. Attend extra class, attend the show riêng nhé. Chẳng còn ai, bà sân đạp bản bán còn ai đạp xa lòng với nhau bằng tên lòng. I'm scribble the sentence in box B to answer the question in box A. Write the answer in your notebook. Chẳng còn ai. Chăm sẽ đọc thế 5.13.2 Tape script 5.13.2 1. Has Wotan passed all of his exams? Yes, Wotan has passed all of his exams. 2. Has Wotan taken a lot of time off? No, Wotan hasn't taken a lot of time off. 3. Has Nari passed the entrance exam to study in Canada? Yes, Nari has passed the entrance exam. 4. Has Nari ever traveled around New Zealand? Yes, Nari has traveled around New Zealand. 5. Has Bisset ever been to Phnom Penh? Yes, Bisset has been to Phnom Penh. 6. Has Bisset committed enough time to his studies? No, Bisset hasn't committed enough time to his studies. 7. Has Hiang had to attend extra English classes? No, Hiang hasn't had to attend extra English classes. End of tape script. Nó có nông chùm lệch đi. Ta vượt than bởi lòng chọc thế. Thú, ta vượt than miền bề bởi lìa. Chẳng thế. Ta đã ri bởi lòng chọc thế nào đầm bầy sắc xa nào căn ở đá. 4. Ta đã ri thlọc thu đầm lại nào chung với New Zealand thế. 5. Ta bị sật thlọc tàu tì krong rung bình thế. 6. Ta bị sật thlọc mình bê cực quan xâm rạp ca sạc xa bỏ qua thế. Ta hiện trâu tay cho riêng nạ phí xa ăn lê bằng thêm tiết rứt. Fill in the gap. Vòng quên dần lót chỉ mùi việc trăm trâu phí vô người chọc. Chứng mật xâm mình chắc
Chứng dư dô biệt thổ ở tây đặc cả. I choked the test yesterday. Chúng bạn vừa lo test mà xong mình. L là như cứ thạch khăn này nè. Rồi xa về tùm rộng vía cứ heo hẹt năng. Chứng hình như L nó mô biệt I have. Chứng present vô phá giải. I have taken lot of English tests. You're taken. She has been, để xa hẹt. She has been to Canada. Since last year, chẳng như your work. She was in Canada last year. Quát to me about my lateness last week. Giờ mơ biết last week, chẳng như your biết spoke. Anh ấy cứ he has, giờ mơ này, để sao vì has, chẳng là nâng cao person for father. He has spoken to my mom about my lateness. Lateness nó cứ phiệp dư dào á. Anh ấy cứ như mơ L nè. Mình là heo vậy. Chân phở phá giải là năng present phở phá giải. L eaten, nhưng dù eaten nè. My breakfast. I yeah, you add that. I add my breakfast before I came to school. Chân dư mơ cao về vừa lìa nó nhìn thấu dù ai dù ấy cứ dân chưa được tạm nè. Asking question. Write a question in your notebook. Ask your partner to the question. Write the answers in your notebook. Remember to begin your answer with yes I have, no I haven't. Chẳng ca chá lời chùm lời clay rồi bác ca present perfect. Yes I have, rước no I haven't. Bất sân kì xu hèo dân chá lời hèo. Bất kì xu hèo dân chá lời has. Use W question. Pra sum lua W đam bay sum for a minute time. Mean bit what, bit when, bit where, bit why. Bit the honing in how that W a question. Have you ever taken extra classes, failed a test, you know, long clear? Been late for class, you know, youth, some rap tonight. Travel to another country, toward a mouth of the day with you. Had the highest mark in the test. Mình là miền vật tụ quốc. Nó có lòng cả thuộc test. Chẳng cả ôi dưới nâng số xế xua đại cú. Bạn ta đưa sao là cụ thọt cái video nhé. Bố người này. Phương sẽ cảm phiếm nâng bản thế. Bạn ta xua bà cao dùm lúa. Nó cứ xua chỉ là cả nạc cá. Prison bạc vật cụ tí hó. Have you ever been to Siem Reap? Have you ever taken extra classes in your mom? Have you ever failed a test? Chẳng nhiên xua chỉ cao present perfect. Wuthan story. Rương rộng bỏ Wuthan. Australia là những mình rộng bỏ. Why is it important to study hard? Had a way xong khăn đồng bây riêng nhàng sạc cảm. Mình là không riêng á. Tell your partner. Listen and read Wuthan story. Stop hai nâng án rương rộng bỏ Wuthan. Hát ấy ban chi Wuthan không riêng mà lại. Chúng phụ ôn chăm stop thành ọc đĩa. Tape script 5.13.3. I haven't always been a good student. When I was young, I didn't study very hard. I would sometimes get into trouble with the teachers. I failed lots of tests. Then one day, my dad asked me what I wanted to do when I left school. I told him I always wanted to be a doctor. He said that I would need to study hard if I wanted to be a doctor. My mother and father are good people. They haven't had a holiday for nearly 5 years. My father is a farmer. He has worked hard all his life and he has given up a lot to make sure I have all the things I need. It hasn't been easy for my mother either. She hasn't had any of the opportunities that I have, but she never complains. So I made a promise to them to try harder and make the most of the opportunities I have. That was a long time ago. Tomorrow, I will take my final high school test. I have tried to prepare well. I've read lots of books about medicine and I've taken extra biology classes. I've also had some very helpful teachers who taught me a lot.
It hasn't always been easy. I've spent many nights studying while my friends were at the cinema or playing on their computers. But I haven't missed out on everything. I still play football with my friends, and I've also learned to play the guitar. I've won awards for being the most improved student and for coming first in biology. I've also had the opportunity to visit Canada, and I might go to university there, but I haven't made my mind up yet. I haven't forgotten my promise, and I still want to be a doctor. And now I'm sure I can achieve my dream. It just takes lots of hard work, and I've done lots of that. Rương rồi bao vụt thàn Khi mình tay anh ta chỉ sợ lọ thế Vẹn nó bê đẹp chùm lực mến Khi mình bàn không riêng thế Chúng ta khi mình miên bà nhà hà chỉ mùi lục lù Khi mình bà lo thế Bật tổ mốc ngay mũi Bà rồi bọc nhóm xong mọi khi mình Ở quay để khi mình chọn thuốc nó bê đẹp chùm chục riêng Let's go Khi mình bà quật thà khi mình tay anh ta chăm lại chìm chậm đến Cốt bàn dây thà, khi nhóm nâng trâu ta không riêng, bà sân khi nhóm chân khai chìa bị chạm thịt. Mạ rồi bọc nhóm hay nâng ba rồi bọc nhóm cứ chìm luôn ra lọ. Phụ cốt thua ca giang sạc cam bênh mới chìa vất rồi bọc phụ cốt. Phụ cốt mình biến holiday tơ tại rõ pram chân nằm. Cho nên cốt ẩn biến holiday mới tê dạ về chết pram chân nằm. Ở phụ nhóm cứ chìa cả sạch cò, cốt Bạn thua cài dạng sẽ cam bình mà chỉ vẫn bỏ quật Hai quật bạn bỏ bỏng Chỉ tràn đầm bay thua cho bạn thật nhóm nâng Miền Vậy vậy chẳng ổ để chúng trâu cả Vì mình nghe xua thế xâm rạp bà đài bậc chúng phòng đài Quật mình miền ở cả khắc tê Đại khi nhóm miền Có bản tác khi mình đài ôn thải không plan Được chứ nếu khiêm bàn thua ca sẵn ra chung phúc bộ quật Tha không riêng chi dìm giang sạc cam chừng nâng Hơi thua ọc ca Chỉ tràn mong phất để khiêm miền Nước khi chụp bê về lia đào cầm lòng tờ đầy dũ Ngay sai khiêm nâng Mình đã bà lòng nặng vì chia lại trong cõi bọc nhóm Để dừng bà lòng bạn lục chứng á Khi nhóm bàn chi dìm riêng cho màn giang lọ Khi nhóm bàn ăn sử phụ chỉ chán ổng bì thân nằm bẹt Hai khi nhóm bàn riêng thân nặng chi bạc vị chiếc bằng thám tiện Khi nhóm miên Cru chuối Khlắc lạ Đại bàn bằng riêng khi nhóm chỉ chán Vì mình tay ta nghi sử dụng tế Khi nhóm bàn chùm này chỉ chán giúp riêng nộp bê đài mật phẹo bọc nhóm Nâu ai rộng kịp dần rít còn lên công sử tờ bọc kỳ Có bản tác khi nhóm mình bàn khó khăn nào vầy vầy tưởng ổn tì Khi nhóm nó tới lên bàn tốt chỉ mùi mật phẹo bọc khi nhóm Hai khi nhóm bàn riêng lên kỳ tá Khi nhóm bàn chỉ là một chỉ tràn Xâm rạp cả chỉ sắc Đại vì mình ca đi chùm rạp một phút hơi Xâm rạp coming first Mình này tha một Mình là chọc lệnh muối kháng chỉ bạc chí Mình là một môn nóng chi bảy chí, mình là còn chọc để mua thằng chi bảy chí Khi nhóm bán miền ọc cá, một lên căn đất đà Hói khi nhóm bà hai chị tàu riêng ở Scotland lại thì nụ Có bản tác khi nhóm mình bán xâm ra chất ở lại thì Mệt mài mà nhóm mình là xâm ra chất ở bọc nhóm á Khi xê chị ca present for fact, bản tác chị bạc sản Khi nhóm bán plate, anh chị ca present for fact nhé Nhóm bán plate ca xâm ra bọc nhóm hát chung nó tại chân lại chi bảy chạm được Thay lớn nữa khi nhóm chú bạc thà khi nhóm ai xâm ra Ếch chú nó cứ dùng rạch Số bân ở bậc nhóm Viết quan tài Chỉ càng nghe đài là bị bại chỉ tràn Hay trong bàn thờ Tiếng ọc Nhi kia chờ rương là bậc một tháng Trong bậc sân phụ ôn sạp bản bác Hôn ai mơ cả bọc bài là cổ sát mấy Read Votan's story again and put the picture in the correct order Write the answer in your notebook Chân này cứ rụp hiệp để coi ra Ôn ai đặt tạm rụp đọc máu tờ rụp hiệp nam môn Use the word in box B to help you answer question in box A Write answer in your notebook Have
Has Wutan ever failed a test? Tao Wutan plot long clear day. Has Wutan, Tao Wutan tang tay chữ sơ lò rư. See, Tao Wutan answer for chữ chữ rư on pit trumpet. Tao Wutan tang tay chung. Clyde chia believe nè rư. Tao Wutan plot tàu Canada rư. Tao Wutan rin lame chano rư. Niki chị chum lai. Read the story again and complete the sentences. Chân miên bị have, haven, has, hasn't, have, haven't. Chân phụn ai dô bị tặng ngọt nâng dô mô bụng phân nhận. He has, were, chân present phân nhận. Sắp chích. Bố rõ tỷ bây ai về chân ai dân pra bị hẹt. He has worked hard all his life. Quát thuê ca dân sẽ cam phân mà chú vật bọc quát. Đó là so bí ní xì hẹt the opportunity that I have. Chân dương pra hẹt hả dương pra hẹt thì để xa rụp môn vía cư sập chích bột heo hẹt. Ai bột kỳ sập tùng tỷ bầy chân heo tùng tỷ bầy với cư hẹt. Chân xì hẹt. They have worked hard all their life. They have had a holiday for nearly 5 years. I have tried cái lục vai trên thêm idea. I have tried to prepare well. I have missed out on everything. Chẳng dừng pra hẹo. Chẳng cao present perfect cư rụp môn biết cư sập chích bộ heo hết bộ kê sập tông tị bày. Và sân kê sập nó tiên toát những thêm idea. Và sân vì ọt tiên toát. Thế cư dừng pra đô tùm rung mà. Must answer yes. Draw the grid in your notebook and ask your partner the question. Your partner must answer yes to all questions. Don't forget to find out more information. What, where, when, why. Và sẽ cảm hiệp nít quý trọng ở phố ôn phương ca chỉ cú và nè để xa là phương thọt cho video. Chân phố ôn ở ai phương sẽ cảm hiệp chỉ cú bản thế. A success story, rương đại chụp chạy, rương chạy dùm nha, success nó cứ chạy dùm nha. Đã bị vi trình niệm, success, và chỉ kể sắp succeed, và con niệm successful. Why do people look at other people's Facebook page? Hay là quay bàn chiếc mà nụ mà nia, cửa lệch mơ tùm qua Facebook, rồi bác mà nụ đã tẩy tiệt. Tell the group. Listen and read. Chân bồn chăm đọc mở thêm tiền toàn tầm đó. Tape script 5.13.4. Hey, have you seen Panya's Facebook page? He has updated his Facebook profile. He has a new job. He has passed the interview to work at the Ministry of Agriculture in Phnom Penh. He starts work there next Monday. I remember him. He attended Mr. Pirat's class. He valued his time at school. I've attended the same class. He's a great student, but he hasn't been to school this term because he had an accident on his motorbike. Hey, have a look at Niang's Facebook profile. She has won lots of awards for chemistry. I wonder where she is now. Here she is. Ning has started her own business, but she hasn't updated her Facebook profile since last year. So I'm not sure what she is doing now. Look at the picture. She has done so many things and she has been to so many places since she attended our school. She has been to Australia and she has climbed the Sydney Harbour Bridge. She has played volleyball on Bondi Beach and she has eaten kangaroo. She hasn't said whether she likes eating kangaroo meat or not. Yeah, Neil always worked hard in class. You have to value your time in school. You need to make the most of your education. Hey, has she gotten married? Her Facebook profile says single, so she hasn't gotten married. Has she opened any new stores? Yes. She has opened a new store in Battambang, but she hasn't written the address. She has also bought a new car, but she hasn't said what type of car it is. Wow, she has done well. Niang has always valued her education.
And now she is making the most of it. Yes, good for her. Okay, ta luk luk bo prai bon sap. Ta na ban baek hang thmey muay no bat dambong. Has opened yen kit se tomrong present perfect ja. Ta na ban baek hang thmey muay no bat dambong. Hieng nyei ta he, ta neak ban khoeng tumpo Facebook robos panya te. Kot ban update Facebook profile robos kot. Kot mien ka ngie thmey muay, kot ban prolong chop គាត់ បាន ជាប់ ការ សម្ភាស ដើម្បី ធ្វើ ការ នៅ ក្រសួង កសិកម្ម នៅ ទី ក្រុង ភ្នំពេញ Ministry of Agriculture នៅ មាន ក្រសួង កសិកម្ម នៅ ទី ក្រុង ភ្នំពេញ គាត់ ចាប់ ដើម ធ្វើ ការ នៅ ទី នោះ កាលពី ថ្ងៃ ច័ន្ទ មុន ច័ន្ទ ក្រោយ គាត់ ចាប់ ដើម ធ្វើ ការ នៅ ទី នោះ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ក្រោយ ខ្ញុំ ចង់ ចាំ គាត់ ថា គាត់ បាន រៀន attend នឹង មាន រៀន ណា ចូល រៀន បាន រៀន ថ្នាក់ របស់ លោក ភារិត Quat value his time. Value nó cứ về đầm lấy, ôi đầm lấy. Mình quát ôi đầm lấy, bởi vì liệu mà quát nó ai xa là. Khi ông bàn chú riêng thân ạ, là đại lẽ. Quát nó cứ chỉ sơ đỏ chả. Thế là khi ông bàn chú riêng thân ạ, mùi khí đá. Quát nó chỉ sơ đỏ chân nào mà chả. Còn bản tác quát mình bàn tổ riêng nó thơm đi tê vì bước thì quát miên cụ thân ạ, mô tô bỏ quát. Thế ta nhạc bàn mơ profile Facebook rồi bà niêng thế. Niêng bàn chân nhạc rồng bàn chỉ tràn xâm rạp kì mì vị trìa. Nhông chân ngọt ta niêng nở nai lâu nhạc. Hiền thả, nhạc niêng ạ. Niêng cứ bàn chạp ra một chùm nối anh to rồi bà niêng. Có bàn tay niêng mình bàn update profile Facebook thế chạp tăng vị trân âm bốn nó. Nếu chắc khi mình chạp bà xa ta niêng gồm bông xuôi lâu từ. ក្រឡេកមើលអរិជ្ញាខ្ញុំមិនច្បាស់ថានាងនឹងធ្វើអីទេឡើយនេះក្រឡេកមើលរូបភាពហ្នឹងនាងបានធ្វើអ្វីៗជាច្រើនដែលនាងបានទៅកន្លែងជាច្រើនចាប់តាំងពីនាងរៀននៅសាលាបោះយើងនាងបានទៅអូស្ត្រាលីហើយនាងបានឡើងភ្នំស៊ីដនីហាប៊ឺប្រីដបានឡើងស្ពានស៊ីដនីហាប៊ឺប្រីដនាងលេងវ៉ូលីបលបាល់ទះនៅប៊ូនីប៊ីច ហើយនាងបានញ៉ាំសាច់កុងគូរូនាងមិនបាននិយាយថាតើនាងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់កុងគូរូឬក៏មិនទេពិសេសតែ yes នាងតែងតែខំរៀនណាស់នៅក្នុងថ្នាក់ធ្វើហាត់អីគេយ៉ាងនិយាយថាខំរៀនណាអ្នកត្រូវតែឲ្យតម្លៃពេលវេលារបស់អ្នកនៅក្នុងសាលារៀនអ្នកត្រូវតែធ្វើការអប់រំរបស់អ្នកឲ្យច្រើនបំផុតហេតើនាង បានរៀបការហើយឬប្រូហ្វាល់ហ្វេសប៊ុករបស់នាងនិយាយថាស៊ីងលដូច្នេះនាងមិនបានរៀបការទេតើនាងបានបើកហាងថ្មីខ្លះទេយេសនាងបានបើកហាងថ្មីមួយនៅបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែនាងមិនបានសរសេរអាស័យដ្ឋានទេនាងបានទិញឡានថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែនាងមិនបាននិយាយថាប្រភេទឡានវាប្រភេទអីទេថៃឬនេះបើថាប្រភេទណា ឥឡូវនេះនាងបានធ្វើល្អណាស់នាងតែងតែឲ្យតម្លៃការអប់រំរបស់នាងហើយឥឡូវនាងកំពុងធ្វើឲ្យច្រើនផុតនឹងវា Yes ល្អសម្រាប់នាង អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនស្ដាប់ការបកប្រែលោកគ្រូអាចារ្យបានទេបងអាចមើលសារឡើងវិញ Match the word to the picture an interview ការសម្ភាស Sydney Harbour Bridge Facebook profile agriculture Award nó cứ rùng quần Education mới ra cao ọc rùng Chẳng còn ai tiếng mới nè Sydney Harbour Bridge Nó Australia What lọt tao đấy Đấy là khơi nông lúc kia bè nè There are one mistake Miên cầm hóa môi nó cứ nông bởi dục này mùi mùi An nó rương một đoàn tiết hơi cay cầm hóa Chẳng còn ai an rương khẳng lớn ý Hơi cay cầm hóa khẳng đi mở តើយើងត្រូវប្រើពាក្យណាប្រហែសឬក៏ហេសិនអីយ៉ាងម៉េចណាបញ្ញាហេសិនអាប់ដេតហ៊ីសប្រូហ្វេសប៊ុកប្រូហ្វាល់ចឹងគេដាក់បញ្ញាហេសអាប់ដេតជីតហ៊ីសហ្វេសប៊ុកប្រូហ្វាល់ Niang has gone to Australia Would he have attended យើងថែម ED Niang has start time ED ឬក៏សេជាកាលអី ôn mơ ảnh bọt không lớn đằng à
Niên has at at nó eaten nhưng cái dương xe gì eaten. Anh ấy have rất là has. Nè thì bởi dương phải has nhưng cái has niên open any new stores. Niên has also buy a new car. Niên always value. Ta value là nó dương xe tùm rong chìa ca lại. Ôn mơ ạ bọt thằng lớn đó nghe. Xe mơ nó mơ ạ bọt thằng lớn hay xe mơ. Chẳng lúc nông bề điên dương cư ôn vô lưu cho bà ấy. Đội lục rù bàn còn vô khẳng đàm chẳng lúc nông bề điên tì. Đập bày ní cư ôn vô lưu cho bà ẩm bì ca pra present perfect. Chẳng present perfect mình này thà bình chạc scam phiếp để bàn ca lạc nông bê là tay tay ca. Hai bình to hôm đọc bà chạm bọn. Bình chạc scam phiếp để ca lạc nông bê tay tay ca mình cho bà lúc. Nâng cơ dương pra ca present perfect đài. Rút bổng môn viết cứ sập chích bộ heo hét bộ kê sập thông tỉ bệnh. Và chân xôn ở con bồn bồn ta chỉ thầm mây em đoàn tiết để bàn trong này về lý. Mở vị thủ ô lục rút tăng vị đám hồn là chọc. Chụp nít nông bình tin học buồn. Goodbye.